Con xin được gửi tới câu hỏi cho máy Diệu Mẫn Nam Định và xin xin thầy Thích Hạnh Phú sẽ chuẩn bị cho câu hỏi kế tiếp theo ạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào chư tôn tiền đức tăng ni chứng minh. Con xin kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Con cúi xin thầy cho các cụ trong đạo tràng của mẹ con một lời khuyên ạ. Đạo tràng của mẹ tu pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Nhưng từ ngày có một người từ Mỹ về Việt Nam sáng chế ra pháp môn chữa bệnh theo năng lượng gốc chống đồng nên đạo tràng của mẹ rất nhiều cụ vẫn niệm Phật nhưng song song quay sang dành rất nhiều thời gian để chữa bệnh vì các cụ vẫn cho rằng đầu tiên phải khỏe mạnh thì mới có sức niệm Phật a. Con kính xin thầy cho các cụ một lời khuyên để các cụ chuyên nhất câu A Di Đà. Khi xả bỏ thân xác giả tạm này, các cụ cũng có phước phần vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Con xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chữa bệnh không ai cấm chư vị chữa bệnh. Thuốc thang không ai được quyền cấm chư vị dùng thuốc thang. Phương cách trị bệnh nào cũng có thể được quy trọng. Nhưng điều ở đây hình như chư vị chú tâm vào việc trị bệnh mạnh hơn con đường giải thoát. Thì tự chư vị nghĩ lấy đi. Nếu tâm của mình chú tâm trị bệnh, thì cái đường trị bệnh là cái đường chính, còn đường vãng sanh là đường phụ. Thì chư vị giấu cho niệm Phật đến gió thổi không qua, mưa rơi không lọt cũng không được vãng sanh. Ví dụ như trước đó, trước câu hỏi này, ông nói là chư vị muốn sám hối vì mình có nhiều vị oán thân trái chủ quá, mình sát hại sinh vật nhiều quá, mình thấy tội lỗi nhiều quá. Nếu niệm Phật để tìm cách hóa giải oán thân trái chủ thì vấn đề hóa giải oán thân trái chủ là chính, còn vãng sanh Tây phương Cực Lạc là phụ. Nhất định tất cả đều do tâm chư vị mà thực hiện con đường hóa giải oán thân trái chủ. Thì ở đây chư vị trị bệnh, chư vị sợ bệnh, sợ bệnh thì tâm cứ nhắm vào bệnh, niệm câu A Di Đà Phật để trị bệnh. Tốt đấy, không sao đâu. Trị bệnh không bằng là tạo bệnh sao? Nhưng mà tâm chính của chư vị là trị bệnh. Trị bệnh cũng chẳng khác gì tiêu nghiệp. Xin thưa với chư vị, đừng nghĩ rằng mình hết căn bệnh này là mình được khỏe mạnh đâu nhé. Nên nhớ bệnh đều do nghiệp chướng của mình ra, tất cả đều có nhân quả. Nếu chư vị hiểu được cái nhân quả mà trong vòng sanh tử luân hồi của mình nó lớn kinh hoàng lắm rồi, thì không thể nào một năm vài năm niệm Phật mà có thể hết bệnh đâu nhé. Nếu tâm chư vị nhắm thẳng vào đó rồi thì con đường vãng sanh bị yếu đấy. Bây giờ trị bệnh bằng cách nào đấy chư vị? Chư vị hãy nhớ rằng nếu ai đã đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thì Phật hay nhắc nhở những điều rất là thâm thiết mà chúng ta không hay. Phật nói nghiệp lực của chúng ta có cái sức mạnh bất khả tư nghị. Cái bệnh của chúng ta nó có cái sức mạnh bất khả tư nghị. Có nghĩa là mình trị hết cái bệnh này rồi mà nghiệp của mình còn nhất định sẽ có nghiệp khác nổi lên. Và nghiệp nó làm chủ thì nhất định không cách nào có thể hóa giải được. Gọi là bất khả tư nghị. Nhưng bên cạnh đó Phật cũng nói một câu là chư Phật thánh lực bất
khá tư nghị. Chư Phật thanh lực đối với người niệm Phật chúng ta bây giờ chính là đại nguyện của Đức A Di Đà. Sức mạnh của đại nguyện đức của Đức A Di Đà bất khả tư nghị. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, trong 10 kiếp qua ở tại cõi Tây Phương Cực Lạc, nếu ai mà có thể đếm được nhân số của những phàm phu trên 10 phương pháp giới, ngộ ra con đường niệm Phật vãng sanh thành Bồ Tát Bất Thối, mà đếm được thì A Di Đà Phật thề bỏ ngôi chánh giác. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật cũng nói, dẫu cho tam thiên đại thiên thế giới, trong tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh chứ không phải con người không đâu, con muỗi, con ruồi, con kiến cũng là chúng sanh. Tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới thành bậc duyên giác, mà mỗi bậc duyên giác đó đều có thần thông đạo lực như đại mục Kiền Liên, mà cùng nhau thay phiên nhau đếm số người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà đếm được vô lượng kiếp mà đếm được A Di Đà Phật cũng thề không thành Phật. Chư vị thấy cái chư Phật thánh lực mạnh cỡ nào không? Ấy thế mà tại sao chúng ta đến ngày nay vẫn còn ngồi đấy chưa vãng sanh được mà phải lo niệm Phật cầu vãng sanh như vậy chư vị? Tại vì chúng ta tu sai, tại vì chúng ta không tin, tại vì chúng ta không muốn về Tây Phương Cực Lạc, thành ra Phật cũng không có cái quyền năng nào bắt chúng ta đưa về Tây Phương Cực Lạc được. Vì tâm lực của chính chúng ta cũng là có một sức mạnh bất khả tư nghị. Tâm chúng ta không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tâm chúng ta muốn cho sức khỏe mạnh hơn, tâm chúng ta muốn ở đây, nhất định chư Phật mười phương cũng đành bó tay, không cách nào cứu chúng ta được. Sở dĩ vô lượng kiếp về được đến giờ phút này chúng ta chưa giải thoát, chỉ vì chúng ta sới mê mờ đi sai con đường giải thoát. Thôi Phật đành chịu thua. Nếu thực sự chúng ta ngộ ra một cái rồi, một căn bệnh ứng hiện ra là một môn thuốc thần. Chư vị đọc trong kinh Bửu Bảo Vương Tam Muội Phật dạy như thế nào đây? Đối với thân thế này không cầu không có bệnh. Những người mà không có bệnh thường thường tu không được. Chư vị mà ngài phải nói là lấy bệnh làm thuốc thần. Nếu chư vị biết được lời dạy của Phật, lấy căn bệnh này làm thuốc thần đi, tự nhiên chư vị nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật. Không ngờ một câu A Di Đà Phật chư vị niệm lên, bệnh tự nhiên tiêu tan. Vô tình lúc đó mới thấy ngài Trung Phong Đại Sư nói rõ ràng A Di Đà Phật là vô thượng y vương. Chư vị ơi, không phải là một cái pháp màu nào của chúng sanh trị một căn bệnh là vô thượng đâu. Trị căn bệnh này ngày mai có căn bệnh khác. Chỉ có vô thượng y vương là niệm câu A Di Đà Phật chân thành, ta vượt qua núi nghiệp, vượt qua bệnh chướng, trở về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy chư vị biết như thế nào là đúng là ra chưa? Phàm phu uống thuốc thì cứ uống, bác sĩ chữa thì cứ chữa, không chữa thì tự tử sao, đúng không? Nhưng mà càng bệnh càng tín tâm, càng vững vàng thì tự nhiên chư vị ứng hợp được, cung ứng được cái cơ thể chúng ta bằng cái môn thuốc gọi là A Già Đà Vô Thượng Y Vương. Chúng ta sau cơn bệnh chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, rõ ràng nhất thiết đều do tâm tạo. Ta không sợ bệnh thì bệnh đến ta cười, còn người sợ bệnh thì bệnh đến lo tìm cách này cách khác chữa, chữa không kịp thì than như bỗng đến nơi trời cũng phải rung lên. Sở dĩ như vậy, mong chư vị nhớ cho kỹ nhé. Tâm mình tự tại, không sợ bệnh thì tự nhiên căn bệnh đến, mình càng niệm Phật nhiều hơn, lấy căn bệnh làm nguồn động lực để cho mình quyết lòng thoát khổ được vui bằng câu niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Phải không chư vị? Chịu chưa?
A Di Đà Phật. Cảm ơn công đức của lão cư sĩ Du Âm.